Biểu tượng gợi cảm thay thế khâu thuộc trinh Khâu ý nùng cho biết cô may mắn khi được phương tinh đề mắt và trao cơ hội. Ngôi sao 31 tuổi khẳng định việc diễn vài gợi cảm không đơn giản như nhiều người nghĩ. Năm 2018, nhà làm phim kỳ cử của Hồng Kông Vương Tinh đưa nữ diễn viên Khâu Ý Nùng tham gia chương trình trò chuyện nổi tiếng Ross. Xuất hiện ở talk show, sau trẻ mặc váy đỏ diễn lại cảnh khởi cảm kinh điển của Khâu Thục Trinh trong bộ phim Thần Bài Trở Lại năm 1994. Thời điểm đó, có thông tin cho rằng sao trẻ là hậu rể của Khâu Thục Trinh, ngôi sao tiền ảnh, biểu tượng gợi cảm và là tình nữ lang nổi tiếng những năm 1990. Khâu Ý Nùng vừa có cuộc phỏng vấn với SCMP để nói về niềm vui khi được hợp tác với đạo diễn Lường Xanh. Khâu Ý Nùng hiện được mệnh danh là tình nữ lang thế hệ mới của màn ảnh hoa ngữ. Nữ diễn viên ký hợp đồng với công ty của Phương Tinh xuất hiện trong một số bộ phim của nhà làm phim nổi tiếng Hồng Kông. Ngoài khâu thuộc trinh, cô được so sánh với những tình nữ làng nổi tiếng khác như Trương Mẫn, Thư Kỳ và mỹ nhân cảnh nóng Lý Lệ Trân. Trong cuộc phỏng vấn với SCMP, Khâu Ý Nùng cho biết cô ngưỡng mộ những tình nữ lang, Họ luôn thành công sau khi bước ra từ những bộ phim của Phương Tinh, danh tiếng lẫn sự nghiệp đều thăng hoa, giữ sức nóng trong nhiều năm. Các tình nữ lang khác nhau từ gương mặt, tính cách cho đến những vai diễn trong phim, tuy nhiên điểm chung của họ là nổi tiếng khắp châu Á. Có người so sánh tôi với đàn chỉ, nhưng điều đó lại khá khập khiển, khâu ý nùng nói. Sao nữ 31 tuổi cho biết ai cũng cần có thời gian để chứng minh năng lực. Cô cũng không ngoại lệ. Sau phim ỷ Thiên Đồ Long Ký 2020, mong được khán giả công nhận là diễn viên trẻ không bị so sánh với những tình nữ làng nổi tiếng trong quá khứ. Giống những tình nữ làng thế hệ trước, Vương Tinh, luôn đo ni đóng giày những vài diễn cho từng ngôi sao. Bộ phim đáng nhớ nhất của cô từng hợp tác với nhà làm phim Hồng Kông là Trùm Hương Cảng 2, Truy Long 2019. Nữ diễn viên khẳng định đây là vai diễn cô được khán giả biết đến nhiều nhất. Trùm hương cảng hai Truy Long dựa trên câu chuyện về trùm xã hội đen trường tử cường nổi tiếng ở Hồng Kông. Nhân vật này khét tiếng với vụ bắt cóc tỷ phú Waterwalk và con trai Lý Sa Thành để đòi tiền chuộc. Trong phim, khâu ý nồng vào vai bạn gái của trùng sang Hồ do Lương Sa Huy thủ vai. Trong bộ phim đề tài hành động xã hội đen, Khâu Ý Nùng gây chú ý với những cảnh bán khỏa thân, quyến rũ, táo bạo. Theo lời nữ diễn viên, diễn vai khởi cảm là điều không hề dễ dàng. Cảnh mê hoặc ông trùm ma cao để chuẩn bị thực hiện phi vụ bắt cóc, làm khó, biểu tượng khởi cảm, tinh nữ làng thế hệ mới. Tôi phải diễn xuất sao cho khán giả nữ, cảm thấy họ được tôn trọng. Việc thu hút sự chú ý của nam giới và không làm xúc phạm phái đẹp rất khó. Diễn cảnh gợi cảm không cẩn thận sẽ trở thành lộ liễu và giả tạo, khâu ý nùng nói. Sau phim Thiên nữ u hồn cho biết, cảnh gợi cảm không được xác định bằng việc diễn viên mặc hở bao nhiêu. Điều đó phụ thuộc vào ngôi sao có biết cách hạn chế sự phản cảm hay làm bản thân khác biệt với người khác hay không. Giống như trong cảnh đầu tiên trong Trùng hương cả hai truy long, tôi đã hỏi đạo diễn liệu tôi có thể nhai kẹo cao su hay không. Tôi áp dụng kiến thức của mình để thể hiện sự nữ tính gợi cảm của phụ nữ, cách lẳng lơ của bạn gái trùm xã hội đen từ đàn chỉ đi trước, sau đó biến tấu theo cách riêng. Điều đó mang đến cho vai diễn nhiều tính cách hơn, không đơn thuần là sự khởi cảm, khâu ý nùng nói. Bên cạnh vai diễn gợi cảm vương tình tạo cơ hội mới cho khâu ý nùng, giúp cô có điều kiện chứng minh khả năng diễn xuất qua nhiều thể loại vai khác nhau. Trong mê cung trắng đen 2017, nữ diễn viên đóng vai xã hội đen thảo việc dùng súng. Trong đường báo hộ điểm thu hương 2019, cô được trao cơ hội thể hiện vai diễn hài hước. Với ỷ Thiên Đồ Long ký phiên bản 2020 do Phương Tình làm đạo diễn, Khâu Ý Nùng được trao cơ hội thể hiện vai diễn Chu Trí Nhược. Đây là vai quan trọng có thể quyết định thành bại của bộ phim. Tình nữ làng thế hệ mới cho biết cô hiếm khi nghiên cứu cách diễn của các đàn chị đi trước, ở Y Thiên đổ lòng Ký cũng vậy, nữ diễn viên sợ bị ảnh hưởng trùng lập với người đi trước, khâu ý nùng tự tin sẽ làm tốt vai diễn. Tôi rất vui vì được thể hiện vai diễn này, Chu Chỉ Nhược vốn là nhân vật táo bảo, chỉ một tình yêu duy nhất dành cho Trương Vô Kỷ, cô ấy có nỗi khổ riêng, nữ diễn viên nói với SCMB. Khâu Ý Nùng cho biết cô cảm thấy may mắn khi được nhà làm phim kỳ cựu như Vương Tinh để mắt, trao cho cơ hội đóng nhiều thể loại vai. Việc trở thành tinh nữ lang là điều cô trường từng dám nghĩ đến trong quá khứ. Sau nữ 31 tuổi khẳng định, Vương Tinh mà cô biết là người sống có kỷ luật, không hút thuốc hay uống rượu. Ông cắt xa hình ảnh những gì mà truyền thông mô tả. Khi gặp mặt, ông khác xa những gì tôi từng biết về ông. Khi làm việc cùng tôi biết, phương tinh thức khuya dậy sớm để viết kịch bản. Tôi thấy tôn trọng và ngưỡng mộ cách làm nghề của ông, không ý nồng khẳng định.